thời gian của mình vào được trận chung kết bây giờ 3 phút của trận chung kết, tổ giám khảo cho chúng tôi chú chim nhất nhì và 2 chú chim cùng giải ba. Thời gian xin được bắt đầu. Chỉ 3 trận 1. Sau nửa thời gian của trận chung kết, tôi phân tích như sau: dẫn đầu là chú chim 060, đứng thứ hai là chú chim 145. Thời gian của trận chung kết còn 1 phút ạ. Không chúng bà có đâu ngay gì ạ? Một năm một điểm đua xe. Thời gian thi đấu còn 20 giây. Thời gian thi đấu hết rồi. Chú chim thi đấu yếu kém nhất, mức lỗi ngay rỉa là chú chim 93. Tiếp theo là chú chim 040. So sánh ở số chú chim là chú chim tiếp theo về giải ba, 2 chú chim đồng giải ba. Chúng tôi phân tích 2 chú chim 060 và chú chim 145. Chú chim 060 là chú chim thi đấu siêu xuất, dựng bầu ra vào rất đẹp. Chú chim về nhất, chú chim 2 là chú chim 145. Mặc dù có một điểm ưu thế nhưng cũng không thể bán được chú chim 060. Xin chúc mọi người nghe. Ông trẻ thì là điểm con ra nhưng mà không xuất sắc được.